Chào tất cả mọi người, trong livestream ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau make up tông hồng đất nha mọi người. Trên da mình đây thì đang có lớp kem dưỡng da rồi. Và cái bước tiếp nối mà mình vẫn khuyên mọi người vẫn thường sử dụng đấy là bước dùng kem chống nắng sau khi mà mình dưỡng da để mình bảo vệ da tốt hơn. Thì trong cái video này thì mình sẽ sử dụng kem chống nắng của Skinaka Aqua. Loại này thì có nâng tông da nhẹ một chút. Mình sẽ chấm 5 điểm lên trên mặt. Đối với kem chống nắng thì mình lấy một lượng bằng khoảng hạt đậu thôi. Sau đấy là mình chấm 5 điểm lên trên gương mặt. Và mình tán đều. Mình sẽ tán đều kem chống nắng. Như mình sử dụng kem chống nắng của Skinaka thì sẽ có nâng tông da nhẹ, một lớp trang điểm mỏng nhẹ ở trên da. Các bạn có thể dễ dàng quan sát thấy một nửa mặt bên này là có nâng tông nhẹ rồi này. Sau khi mình thoa kem chống nắng thì mình sẽ để massage khoảng tầm 2-3 phút để cho lớp kem chống nắng của mình khô thấm vào da. Đối với những kem chống nắng mà có thể nâng tông da nhẹ như thế này thì mùa hè nếu mà đối với da không đều màu và có khuyết điểm một chút thì mình có thể lựa chọn để che bớt những khuyết điểm ở trên da. Đối với những ai mà không có nhu cầu về trang điểm, trong livestream này thì mình cũng có hướng dẫn sử dụng kem chống nắng nâng tông này để các bạn có thể tham khảo luôn. Sau khi mà lớp kem chống nắng của mình khô thì mình sẽ đến cái bước mà kem lót. Kem lót thì sẽ kiềm dầu và kiềm độ bóng ở trên da. Thì ở đây mình sử dụng kem lót của Catrix nha mọi người. Mình cũng sẽ lấy một lượng bằng khoảng hạt đậu và mình chấm 5 điểm lên trên mặt. Mình sẽ tán đều. Đối với những da ai mà nhiều dầu hơn thì vùng mũi và hai bên cánh mũi mình có thể sử dụng lượng kem lót nhiều hơn so với những vùng da khác. Nước kem lót này sẽ làm giúp che đầy các lỗ chân lông lớn ở trên gương mặt và làm lớp kem nền của mình bám giữ màu tốt hơn ở trên da. Mình cũng massage một chút để cho lớp kem lót thấm khô vào trên da khoảng 2-3 phút. Sau lớp kem lót này là mình sẽ sử dụng đến lớp kem nền. Và kem nền ở đây mình sử dụng là kem nền của YSL. Mình sẽ lấy một lượng vừa đủ ra. Mình sẽ dùng cọ nha. Và cọ ở đây mình sử dụng là cọ đầu bằng. Mình sẽ dậm lớp kem nền và tán đều tay. Mình sẽ chú trọng hơn một chút đến với cái vùng da ở cạnh khóe miệng này và hai bên cánh mũi. Lớp nền của YSL thì che phủ khá là tốt ở trên da.
Mình đã có một lớp đèn thật là mỏng nhẹ. Nếu như mà ai mà muốn lớp đèn của mình che phủ tốt hơn một chút thì mình có thể đánh lớp đèn lần thứ hai ở trên da nhé. Khi mà lớp đèn này khô thì mình có thể chấm tương tự như là bước đầu và mình dặm thêm một lớp đèn nữa ở trên da. Mình đang dặm lại để cho lớp đèn có thể bám tốt hơn vào da. Đến là mình sẽ dùng đến che khuyết điểm để che những cái khuyết điểm ở dưới vùng mắt. Và che khuyết điểm ở đây thì mình dùng che khuyết điểm của Maybelline A-Rewind và có sẵn cái đầu bông này. Mình có thể dễ dàng mình sẽ che đi cái quầng thâm mắt. Và nếu như ai có một chút khuyết điểm về mụn thì mình có thể chấm cái che khuyết điểm này lên trên vùng da mụn để che được những cơ khuyết điểm ở trên da luôn. Sau khi mà che khuyết điểm thì mình sẽ dùng đến phấn phủ. Và phấn phủ mình sẽ sử dụng phấn phủ của Kenmax. Mình sẽ sử dụng cọ. Phấn phủ của Catrix thì sẽ giúp làm cho lớp đèn của mình bám chắc hơn, kết cấu giữa lớp đèn và lớp phấn làm cho da mình mịn hơn. Sau khi mình sử dụng xong lớp phấn thì mình sẽ đến bước che khuyết điểm, bước tạo khối thì mình sẽ sử dụng tạo khối của Base. Ở trong bảng tạo khối này thì sẽ có hai ô, một ô màu tối để làm thon gọn gương mặt và một ô màu sáng giúp bắt sáng trên gương mặt. Thì mình sẽ sử dụng ô màu sáng, màu tối trước. Mình tạo vùng sống mũi. Mình sẽ tạo sống mũi ở hai bên cạnh mũi để giúp cho mũi mình có cảm giác cao hơn và thon gọn hơn. Thì cách sử dụng thì mình sẽ tán từ phần đầu bên đầu lông mày xuống bên hai bên cánh mũi. Một chút ở dưới này cho mặt mình thon gọn hơn. Hai bên cánh má. Việc sử dụng khối tối vào bên hai bên cánh má thì sẽ làm cho gương mặt của mình cảm giác thon gọn hơn rất là nhiều. Một chút ở bên gần phía trán. Sau đấy là mình sẽ sử dụng đến khối sáng ở bên ô bên cạnh. Cái
mình sẽ sử dụng dưới và trên lông mày một chút, phần sống mũi ở giữa. Phần chữ T và phần cằm. Thì cái phần khối sáng này sẽ giúp cho gương mặt của mình bắt sáng hơn một chút và tạo cảm giác căng bóng trên bề mặt da. Sau đấy là mình sẽ sử dụng đến bút kẻ lông mày. Thì ở đây mình sử dụng cái chì xé màu nâu đen được gọt sẵn rồi. Và mình sẽ đi vào đường khung của lông mày trước. Mình đi khung lông mày thì mình sẽ phải lưu ý rằng là cái đầu khung bên dưới và cái đầu khung bên trên nó sẽ cân bằng nhau, và cái phần đuôi lông mày cũng thế. Mình sẽ làm đầy bên trong. Rồi mình sẽ dùng một cây cọ để trải đều mềm cái màu của lông mày ra. Mình sẽ sử dụng cái cây cọ trải như thế này. Mình trải bên trong lòng cái khung mình vẽ lông mày để cho cái màu của lông mày mình nó mềm ra và nó sẽ tán đều, tạo cho các nét của cái lông mày nó sẽ mềm mại hơn. Trải cho nó mềm mại ra một chút. Xong phần lông mày thì mình sẽ đến phần lông mi. Mình sẽ bấm mi lên một chút, sau đấy là mình sẽ kẻ mắt nước. Ở đây thì mình sử dụng cái bấm mi của The Face Shop. Mình đưa hết tất cả các sợi lông mi vào trong bấm và mình sẽ nhấc kéo từ gốc sợi mi đến ngọn sợi mi. Mình sẽ sử dụng bút dạ kẻ viền mi của Caradium. Mình kẻ đuôi của lông mi trước, sau đấy là mình sẽ nối từ đầu lông mi lên.
Sau đấy là mình sẽ sử dụng mascara. Mascara ở đây mình sẽ sử dụng một cây của Maybelline Pumup. Mình sẽ kè dích sắc. Kể cả những sợi đầu mi luôn nha các bạn. Mình sẽ sử dụng màu mắt có nhũ một chút, đấy là màu mắt nhũ của Ba Xe. Cái này thì là màu mắt dạng lỏng. Mình sẽ đánh bên phía bên trong phần phía trong mắt. Đối với cái phấn mắt màu kem và dạng nhũ thì khá là dễ sử dụng. Thì chỉ cần dễ dàng tán đều màu. Mình có thể tán một chút vào phía bên dưới. Sau đấy là mình sẽ sử dụng đến má hồng. Ở đây thì là mình đánh son màu hồng đất, thế nên là má hồng mình sẽ tận dụng luôn cái son màu hồng đất nha mọi người. Mọi người có thể sử dụng son làm má hồng luôn này, rất là tiện. Thì mọi người hơi cười lên một chút, mình sẽ thấy cái gò má vào đây và mình sẽ chấm 3 điểm vào đây. Mình sẽ tán đều. Mình sẽ tán ngược từ bên dưới này lên bên trên chỗ phần đuôi của mắt. Sau đấy là mình sẽ phủ một chút phấn nén nhẹ lên để che được cái màu má hồng, để cho cái gương mặt của mình nó sẽ có cái màu hơi ửng hồng tự nhiên thôi. Và mình sẽ sử dụng đến một tông son màu hồng đất. Và son hồng đất ở trong video này mình sẽ sử dụng Innisfree dòng Vivid Cotton, và màu này là màu 08 mọi người nhé. Mình sẽ đánh lòng môi trước này. Và mình sẽ đánh phun cả môi. Thank you.
là mình đã hoàn thành xong tông make up kiểu hồng đất. Mọi người có thể tham khảo cách make up tông hồng đất này nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.